Hello, xin chào các bạn. Và chào các bạn đã đến với cái video tiếp theo của mình. Và hôm trước đó các bạn, mình đã khui một cái đơn hàng lòng ra cho các bạn xem sơ sơ rồi. Và hôm nay thì mình đã ráp xong tất cả các mẫu lòng đó. Và hôm nay thì mình sẽ làm một cái video review chi tiết hơn nha, cũng như là cập nhật shop mình coi là còn những cái món thức ăn gì cho chuột hamster đó. Rồi và hôm nay thì nội dung chính là lòng, thì mình sẽ review lòng trước nha. Đây, ở đây thì có được 10 mẫu lòng khác nhau. Và mỗi mẫu thì mình ráp 1 đến 2 cái thôi, để cho những bạn ở gần có thể gọi là ghé qua và lựa nó dễ dàng hơn. Rồi, và đầu tiên thì mình sẽ review cái mẫu lòng ngũ sắc nha. Và đây là cái mẫu lòng ngũ sắc đế trong nha các bạn. Đế trong thì giá nó có cao hơn cái đế có màu một tí nha các bạn. Bên này thì bên trong này nó có hai màu xanh với lại màu nâu nữa. Màu thì nó chỉ khác cái chiếc ăn với lại chiếc queo thôi các bạn, cái dòng chạy thôi. Còn đế với lại sắc lòng, thanh sắc lòng thì nó vẫn như nhau nha, gọi là đế trong. Cái trong thì mình thấy nó đẹp hơn tí, nó đơn giản mà nó đẹp nha các bạn. Còn bên trên này thì lòng hang một tầng đã nắp nhựa nha các bạn. Đây đó, cái mẫu này thì chỉ có một tầng thôi, và các bạn muốn nuôi thì các bạn nuôi được một con dòng chuột nhỏ. Dòng chuột nhỏ là cái dòng như là Winter Wild Campbell Robo nha. Và nó có quay sách cho các bạn có thể sách đi, rất là tiện dụng luôn. Ở trên nó thì nắp của nó là dạng nắp kéo như thế này nha các bạn. Đó, nắp gạt ngang kéo ngang như thế này và dở lên. Đó, rất là an toàn luôn. Rồi, phụ kiện bên trong của nó thì có một tầng với lại một cái nhà hang nhỏ, chén ăn, bình nước và đồ chạy. Nói chung là đầy đủ hết. Các bạn đem về chỉ cần lót chuồng để thức ăn, bình nước cho nó uống là nuôi luôn nha các bạn. Chén ăn ở bên trong nha các bạn. Nói chung là những mẫu lòng này thì đều có chén ăn bình nước hết. Chỉ có lòng đại không phụ kiện thì nó sẽ không có phụ kiện nha. Đây, kích thước thì vừa đủ các bạn nuôi một con thôi nha. Nuôi chỉ đúng một con các bạn, còn hai con thì khá là chật. Bên trên thì nó sẽ có những cái hoa văn như thế này, hoa văn nhỏ nhỏ trên như thế này. Nắp nhựa nha các bạn, và các bạn có thể tháo rời ra tất cả các chi tiết để mà vệ sinh. Cái mẫu này thì dạng lưới lắp ráp nha các bạn, cho nên là nó sẽ có những cái miếng nhựa lắp ráp như thế này, chứ không phải là mình đồ chế gì nha. Đó, nguyên zin của nó là như thế. Cái mẫu này thì nó có màu xanh, màu nâu đó nha. Mình có cập nhật chi tiết trên Shopee và web đó, các bạn có thể lên tham khảo. Mình có cập nhật màu luôn. Rồi tiếp theo là mẫu lòng hai ngăn, hoặc là lòng hàng xóm rồi đó. Nó có rất là nhiều tên. Rồi thì cái mẫu này thì hôm trước mình về thì các bạn rất là thích. Giá rẻ lắm các bạn, giá là 140.000. Giá hiện tại vẫn là 140.000. Và phụ kiện của nó thì đầy đủ, hai chiếc queo, hai chiếc ăn với lại hai cái bình nước chân không. Đó. Cái mẫu này thì dành cho những bạn nào mà muốn tách ra, hoặc là tách ra hai con, mỗi con một bên nha. Chính giữa của nó là một cái vách ngăn, các bạn có thể tháo ra nha. Có nhiều bạn hỏi mình có thể tháo cái vách ngăn này ra hay là không. Đây, hai bên của nó sẽ có hai cái móc thôi. Các bạn không xài thì có thể lấy vách ngăn ra bình thường, rồi sẽ sử dụng chung một lòng cho hai con chẳng hạn. Hoặc bạn muốn tách ra thì gắn cái vách ngăn lại giùm mình, rất là đơn giản luôn nha. Phụ kiện thì hai món, hai bộ. Nếu như mà các bạn nuôi chung một lòng thì các bạn có thể để dành cái bộ còn lại để mà khi nào nó hư thì các bạn xài. Lòng hai ngăn thì có màu nâu, màu xanh lá với lại màu xanh biển. Còn bên đây là mẫu lòng hoàng tử một tầng size lớn nha các bạn. Cái mẫu này thì các bạn có thể nuôi hai con dòng chuột nhỏ nha. Bên trên của nó thì có nhà nè. Rồi, trên này là mẫu lòng tháp nha. Mình đặt tên nó là mẫu lòng tháp đi. Đây, mẫu này thì các bạn nuôi được một con thôi nha, một con chuột dòng nhỏ. Đây, bên trên của nó thì cái nắp của nó giống như là mẫu lòng hang một tầng các bạn. Đây cũng là nắp kéo tương tự như thế, nắp bằng nhựa. Nhựa trong các bạn có thể nhìn từ bên trên xuống luôn. Phụ kiện bên trong thì có một cái nhà lửng ở phía trên mà có cầu tuột luôn. Cầu tuột này thì tất cả các dòng chuột nhỏ đều đi lên được hết nha. Cửa thì là cửa khóa luôn các bạn. Rồi chén ăn bình nước cũng như những mẫu lọc khác thôi, chén ăn bình nước, đồ chạy đầy đủ. Nhà nè, đấy. Và tất cả các chi tiết trong lòng thì các bạn có thể tháo ra và vệ sinh dễ dàng. Đó, lâu lâu các bạn tháo ra vệ sinh rồi đem đi phơi nắng rồi ha. Đấy, vệ sinh xà bông đồ đem đi phơi nắng kỹ vô, rồi lót chuồng cho chuồng hamster thật là sạch sẽ nha. Và bên này là một mẫu lòng mới nha các bạn. Đây là mình đặt cho nó một cái tên sang chảnh tí đi ha, lòng cung đình nha các bạn. Cái mẫu này thì nó cũng tương tự cái mẫu lòng hoàng tử lớn nha các bạn. Kích thước nó tương tự nhưng mà nó khác cái phần đế nè. Đấy, cái phần đế của nó thì hoa văn của nó đẹp hơn. Với lại cái nhà, đây, đây là nhà của nó. Nhà của nó thì nó sẽ thiết kế khác một tí nha các bạn. Hồi nãy khách vô mua hàng các bạn, cho nên mình ngắt video một tí nha. Rồi mình review lại cái nhà này nha các bạn.
Mẫu nhà này thì các bạn có thể để lên như thế này đó, giống hệt như mẫu lòng hoàng tử thôi, nhưng mà cái máy nó khác một tí đó, làm khác một tí nha, giá nó sẽ cao hơn mẫu hoàng tử lớn tí thôi các bạn, không có nhiều. Các bạn có gì các bạn lên trang web của mình đó, với lại Shopee các bạn tham khảo giá nha. Còn bên này là mẫu lồng hang 2 tầng. Và cái mẫu này thì nó sẽ có hai loại, một loại là cửa sắt như thế này. Đó. Và một loại là cái cửa nó bằng nhựa như thế này. Đây, nó có hai loại, chỉ khác cái cửa thôi các bạn, nhưng mà giá nó thì vẫn như nhau. Đây, đây là cửa nhựa nha. Đó. Cửa nhựa. Các bạn cửa nhựa thì theo mình thấy thì nó đẹp hơn tí, và phía trên của nó là cái cửa kéo qua như thế này. Hôm trước mình vui hè mình có review sơ qua cái mẫu này cho các bạn xem đó. Rồi. Rồi, và bên này là lồng phi thuyền nên các bạn. Đây, mẫu này cũng là một mẫu mới bên shop mình nha. Đây, mẫu này thì mình thấy nó khá là rộng, các bạn nuôi hai con dòng chuột nhỏ ok luôn. Bên trong bên hai bên hông của nó là hai miếng nhựa mica nha. Mica này cũng là mica trong nhưng mà nó có màu xám khói, đen nâu khói như thế này thôi. Bạn có thể nhìn bên trong mấy con chuột rất là dễ dàng. Hai bên của nó sẽ có hai cái khóa giúp các bạn có thể là tháo phần nhựa đế ra để mà vệ sinh, và tất cả các chi tiết thì đều có thể tháo ra lắp ra được để mà các bạn có thể vệ sinh nó dễ dàng hơn nha. Có chén ăn luôn nha các bạn, chén ăn, bình nước, rồi đồ chạy đầy đủ hết. Các bạn muốn mua nhà thì ngày mai hàng nó về, những cái mẫu của nhà xứ á mình sẽ cập nhật thêm. Và các bạn mua thêm một cái nhà nhỏ nhỏ để vào này, rồi để vào cái lồng này là ok luôn nha. Rồi cái lồng đó thì nó có quai sách, các bạn có thể sách đi rất là thoải mái. Rồi, và đặc biệt là mẫu lồng đại. Đây, mẫu lồng này các bạn rất là thích luôn, nó rộng, nó thoải mái các bạn. Mẫu này là mẫu không phụ kiện nha, cửa khóa luôn, cửa rất là rộng. Và cái vách ngăn này mình sẽ bán rời nha, nếu như mà các bạn mua chung combo thì nó rẻ hơn được tí. Mình có combo, mình đăng ở trên Shopee với lại web thì mình có cái phần combo á, các bạn có thể chọn nha. Còn không thì các bạn mua lồng không cũng được, lồng này thì không có phụ kiện, kích thước khá là lớn luôn. Lồng đại thì 200-500.000 cái, đó. Rồi, và đây là tất cả các mẫu lồng nha các bạn. Còn cái tầng tiếp theo là đồ chơi rồi các bạn, thì hiện tại mình đang thiếu. Ở đây thì có vitamin với lại thuốc tiêu chảy thì mình còn khá là nhiều, nhà trứng nè, rồi đế bình nước 15.000, nhà một vài mẫu nhà ngủ nhỏ nhỏ, rồi nhà tắm nha các bạn, nhà tắm xe nhỏ xe lớn đều có hết. Và đặc biệt là kỳ này mình có về nhà tắm tam giác, đây giá là 43.000 một cái bằng mica cứng nha các bạn. Và các bạn có thể tháo ra được luôn. Đây mình sẽ tháo ra thử cho các bạn xem. Mẫu này thì bằng mica cứng cho nên là mình thấy là mấy con chuột nó cắn thì nó sẽ hư lâu hơn nha. Đó, nó có là màu xanh lá, xanh biển và là màu cam. Nhà tắm nhỏ, nhà tắm lớn có đầy đủ nha. Và nhà tắm nhỏ, nhà tắm lớn thì kỳ này nó có giảm thêm một ít nha các bạn. Rồi, bên chạy nè. Bên chạy thì còn vài quả thôi. Phía dưới này là chổi vệ sinh, một chổi vệ sinh nhỏ nha các bạn. Rồi mày răng, rồi giấy lót nè. Đấy. Rồi vào bên này thì là bình nước nha các bạn. Bình nước thì có đủ hai size, ba size luôn chứ. 125ml nè, 80ml và bình siêu to là 500ml nha. Đây là bình 125ml. Đấy, các bạn nào mà nuôi bia rồi đó thì các bạn có thể mua bình này cho hai con uống thoải mái luôn. Và bình 80ml, bình bi nha các bạn, bình 80ml. Giá là 23, còn bình 125ml là 25.000. Rồi. Bên này thì có bồ cuộn nha. Có nhiều bạn hỏi mình có bồ cuộn, về bồ cuộn chưa đó, thì mình trong video mình cập nhật luôn. Đây, bồ cuộn đã về luôn nha các bạn. 10.000 một bịch. Bồ cuộn này thì các bạn để một miếng, một viên cho nó ăn thôi, là hai con nó ăn luôn các bạn. Rồi khử mùi, rồi tất cả thức ăn dặm thì nói chung là cơ bản thì đều còn đầy đủ hết nha các bạn. Sâu đó, sâu đồ khách nó lại lấy quá trời luôn, mình chưa có bô bịch kịp nha các bạn. Thức ăn dặm đâu đó thì đồng giá là 10.000. Cành đào nè các bạn. Cành đào thì để cho mấy con chuột nó cạp, nó mài răng nha. Răng hamster nó dài thường xuyên á. Cấm trứng đây. Cấm trứng dành cho mấy con chuột mang bầu, đẻ con, hoặc là con chuột nào mà nó ốm á, các bạn cho nó ăn thêm. Rồi phía dưới này là thức ăn hai loại. Thức ăn siêu bổ kỳ này có lên giá 1.000 nha. Giá cũ là 39, giá mới kỳ này là 40.000 nha các bạn. Sản phẩm nào mà lên giá thì mình lên giá, nhưng mà cái nào xuống giá thì mình sẽ xuống giá. Đó. Rồi bên này là thức ăn cơ bản, giá vẫn như cũ, 25.000 một bịch nửa ký. Thức ăn siêu bổ cũng một bịch nửa ký luôn nha các bạn. Thức ăn cơ bản thì các bạn cho nó ăn hàng ngày cũng rất là ok rồi. Các bạn nào mà chi phí tiền nhiều hơn thì mua loại siêu bổ cho nó ăn. Bên này là các bi hoặc là các sang đó các bạn. Các
bi hoặc là các sang, một bịch 1 kg, giá kỳ này giảm còn có 10.000 bịch thôi các bạn. Rồi các tấm 13.000, bịch 1 kg có mùi thơm luôn nha. Rồi các đi trắng rồi các Ấn Độ, mùn cưa thơm, mùn cưa nén thì ngày chiều nay hàng về nha các bạn. Mùn cưa nén thơm vẫn còn đủ. Ở bên này là thùng nhựa nè, thùng nhựa 15 lít. Đó, các bạn nào mà chi phí tiền ít đó, thì các bạn có thể mua thùng nhựa nuôi. Mình thấy cũng rất là ok, mình làm thùng đẹp đẽ chắc chắn đồ bán cho các bạn nha. Thùng này thì tiết kiệm chi phí, với lại không gian nó nuôi nó sẽ rộng rãi hơn nha. Để nắp rồi có thứ cái kiểu chỗ để bình nước có luôn nha các bạn. Cái thùng này á, nếu như mà các bạn muốn ngăn làm hai thì các bạn có thể inbox riêng cho mình. Khi mà các bạn đặt hàng á thì mình sẽ làm thêm các chi tiết như vách ngăn cho các bạn nha. Rồi chỗ để bình nước đây. Cái chỗ để này mình làm nó hơi khít một tí, để cho các bạn để vào thì các bạn có thể chỉnh bình nước và nó giữ được bình nước của bạn cố định ở một vị trí các bạn muốn nha. Có nhiều bạn họ nói mình làm cái lỗ mà nó hơi cứng á, thì đúng là nó hơi cứng. Các bạn để vào thì nó hơi nặng tay một tí, nhưng mà nặng như thế thì các bạn có thể điều chỉnh được cái ống nước nó theo vị trí thích hợp của các bạn nha. Đồng thời là nó giữ cái bình nước nó không bị tuột lên tuột xuống nha các bạn. Và có nhiều bạn á, kêu mình làm video để mà hướng dẫn các bạn làm cái thùng này á, thì mình nói trong video này luôn là mình sẽ không làm video đó nha. Tại vì mình làm thì chắc chắn là sẽ có nhiều bạn nhỏ bắt chước làm theo. Mà để làm ra một cái thùng như thế thì sẽ cần đến những cái công cụ nó sắc bén. Đó, nó sắc bén nha. Tại vì cái nhựa này cũng nhựa dẻo nhưng mà nó cũng cứng các bạn, cho nên là phải sử dụng công cụ sắc bén để có thể khoét những cái lỗ như thế này. Thì mình làm thì sẽ có những bạn nhỏ làm theo thì sẽ rất là nguy hiểm. Mình không muốn phiền phức cho nên là mình sẽ không làm video đó nha các bạn. Cái nào mình chia sẻ được thì mình chỉ sẽ chia sẻ nha. Rồi. Và đây là shop mình. Ngày hôm nay thì cũng khá là đầy đủ. Ngày mai thì hàng lại về thêm một đợt nha các bạn. Ngày mai thì nó về đồ sứ rất là nhiều, với lại một mẫu lòng xách tay nữa. Đó. Rồi các bạn nào cần mua thức ăn hay là vật dụng lòng rồi đó thì có thể lên trang web hoặc là Shopee của mình, đường link mình sẽ để dưới phần mô tả nha. Các bạn mua thì có thể vào hai trang đó để mà tham khảo giá nha. Rồi cảm ơn các bạn đã xem hết video này của mình. Đừng quên để lại cho mình một like cũng như là một subscribe để ủng hộ mình nha. Và hàng về thì mình sẽ quay cập nhật tiếp cho các bạn. Rồi xin chào các bạn và hẹn gặp lại. Bye bye.